Phải làm sao đây? Nhưng mà người biết thân phận của anh chỉ có bộ trưởng mà thôi. Nhưng hiện giờ bộ trưởng gặp tai nạn xe đang hôn mê. Anh mong là ông ấy sớm tỉnh lại. Bởi vì nếu lỡ như có chuyện gì, dù anh có chứng minh thân phận ra sao cũng sẽ không có ai tin đâu. Phải làm sao đây? Bây giờ tình hình bộ trưởng không được khả quan cho lắm. Anh nhất định có cách thôi. Chỉ cần tìm ra được anh Phát, anh không cần phải tiếp tục trốn tránh nữa. Anh Phát chính là Hoàng Đạo Minh. Anh biết. Nếu không thể đánh gục được ông ta, không chỉ đội của em, mà ngay cả anh cũng tiêu đời. Cho nên từ trước tới giờ anh không mời luật sư là do lời Bạch Chính Hạo nói.